Chào mừng quý vị đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, tại sao bạn lại cần phải xem tử vi cho tuổi Nhâm Ngọ trong tháng 1 âm lịch này? Xem tử vi trong tháng 1 âm lịch này sẽ giúp cho bạn nắm được những thông tin có liên quan đến vận mệnh của quý bạn trong tháng 1 này. Và trong đó thì có cả những khó khăn, cũng có thể có cả những thuận lợi, có thể sẽ đến với bạn trong thời gian sắp tới. Qua phần luận giải tử vi cho tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, trong tháng 1 này thì có thể bạn sẽ có được những kế hoạch để phòng tránh những khó khăn và tận dụng thuận lợi sao cho hợp lý nhất để đạt được mọi mong muốn trong cuộc sống của mình đối với tuổi Nhâm Ngọ. Và sau đây thì không để cho quý bạn phải chờ đợi lâu hơn, chúng ta hãy cùng đến với phần luận giải chi tiết về tử vi cho tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 trong tháng 1 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Nhâm Ngọ nói riêng là người luôn luôn tôn thờ sự tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Nhâm Ngọ, họ sinh ra là để gánh vác công việc cực khổ. Họ là người không bao giờ thừa nhận thất bại. Họ chiến đấu thế nào cũng chỉ cần bản thân mình còn có thể là được. Không hành động thì thôi, người tuổi Nhâm Ngọ một khi bắt đầu ra khỏi giai đoạn non trẻ, họ sẽ gặt hái được khá nhiều thành công. Đa phần các bạn tuổi Nhâm Ngọ vẫn đang trong độ tuổi đi học, chưa có nguồn thu nhập riêng. Dù có, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nên nhìn chung chưa có nhiều đột phá trong tháng này. Một số bạn có thể tranh thủ các kỳ nghỉ để đi làm thêm, nhưng quá trình tìm việc nhất định phải cẩn thận bởi nguy cơ bị lừa gạt lợi dụng là khá lớn. Phương diện học tập cũng không quá lý tưởng, bạn cảm thấy thiếu động lực và rất dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài khiến đầu óc mất tập trung. Các bạn lại chểnh mảng việc học do dành quá nhiều thời gian cho chuyện yêu đương, hẹn hò. Đây chính là vấn đề cần phải hết sức tiết chế. Việc học vẫn là mục tiêu quan trọng mà bạn cần hướng tới trong tương lai gần. Đừng để công sức đèn sách bấy lâu đổ bể khi không thể thuận lợi tốt nghiệp, khi đó sự phát triển sau này của bạn cũng đầy rối ren. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Nhâm Dương Thủy nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Nhâm Ngọ cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè, người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tuổi Nhâm Ngọ tháng 1 âm lịch năm 2022 cho thấy tình hình học tập không được khả quan. Do hung tinh tác động mạnh, bản mệnh rất dễ suy nghĩ chủ quan, tâm lý dễ bị dao động, thiếu tập trung trong học tập nên ảnh hưởng đến thành tích hiện tại. Hơn nữa, tâm lý ham chơi vẫn quá nhiều, cám dỗ khiến cho bạn không ít thời điểm bỏ bê học tập để chạy theo sở thích riêng. Các bậc phụ huynh nên quan tâm sát sao và đốc thúc con kịp thời. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Nhâm Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Đa phần người tuổi Nhâm Ngọ đều vẫn đang trong giai đoạn được gia đình bao bọc nên không gặp áp lực kinh tế tài chính. Kinh tế tài chính được đảm bảo. Tuy vậy, bản mệnh vẫn không tránh khỏi những lúc cảm thấy bí bách khi không được tiêu xài theo ý muốn của mình hoặc phải dùng tiền tiết kiệm để phục vụ nhu cầu của bản thân. Bạn nên hỏi ý kiến của cha mẹ trước khi tiêu khoản tiền lớn, nếu là lý do chính đáng, cha mẹ sẽ ủng hộ và giúp đỡ bạn phần nào. Nếu đã đi làm, bạn có thể cân bằng lại các khoản thu chi để tăng số tiền tiết kiệm lên, điều này rất hữu ích cho tương lai. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại.
khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe nhìn chung không có vấn đề gì quá đáng lo ngại. Vì vẫn đang ở tuổi ăn tuổi lớn nên chú ý vấn đề dinh dưỡng, rèn luyện thể chất là được. Tuy nhiên vì có nhiều hung tinh xung chiếu, cần đề phòng nguy cơ xảy ra va chạm giao thông trong năm nay. Chú ý khi di chuyển đi lại, giữ an toàn giao thông, nếu không thì trường hợp xấu là bạn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý, tránh tự tạo áp lực tinh thần cho chính mình, đề phòng những bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa, cũng nên dừng ngay việc thức quá khuya và ăn đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn. Đó chính là nguyên nhân khiến cho cơ thể của bạn tích tụ bệnh tật, giảm sức đề kháng. Các gia chủ tuổi Nhâm Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Nhâm Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng 1 trên phương diện tình cảm, bản mệnh nên lưu ý hơn đến các mối quan hệ với người xung quanh, đặc biệt là với bạn bè. Có rất nhiều mâu thuẫn hay xung đột xảy ra và nếu không khéo léo thì bạn bè trở mặt thành thù, không vui chút nào. Tính tình mệnh chủ có phần cố chấp, ngang ngạnh, tính tự tôn cao, không giỏi giao tiếp, dễ xảy ra tranh chấp với người khác chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Mâu thuẫn không được giải quyết dứt điểm, cứ cháy âm ỉ khiến đôi bên rơi vào tình trạng chiến tranh, tình cảm lứa đôi sứt mẻ, tình bạn bè thân thiết đến đâu cũng có thể sụp đổ vì cái tôi của mỗi người đều quá cao. Người độc thân không phải không có cơ hội làm quen với người mới, nhưng mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu. Bản thân bạn cũng vốn không đặt quá nhiều kỳ vọng vào tình yêu, thường suy nghĩ theo kiểu tới đâu thì tới. Cho nên, bởi vậy, có nhiều cơ hội ở ngay trước mắt nhưng bạn lại hời hợt bỏ qua. Có người dễ rơi vào cảnh ngày lắm mối tối nằm không, người đến kẻ đi dập dìu nhưng vẫn chưa tìm được ai ưng ý. Nếu bạn không đủ nghiêm túc thì e rằng tình trạng độc thân vẫn còn kéo dài. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần lục hợp hợi tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Nhâm Ngọ trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 1 năm 2022, tức ngày 4 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 1 năm 2022, tức ngày 16 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 1 năm 2022, tức ngày 28 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia là bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Ngọ trong tháng 1 năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 1 năm 2022, tức ngày 11 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 1 năm 2022, tức ngày 23 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 trong tháng 1 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 1 âm lịch này. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nốt đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để nhận thông báo. Đây là cách mà bạn ủng hộ cho sự phát triển của phong thủy Gia Cát, cùng với đó là cập nhật cho mình những kiến thức cơ bản về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.